Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay bếp nhà Thiện sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách làm mì thạch vì trái cây. Đây là món ăn vặt mà đang rất là hot đó cả nhà. Đặc biệt là nó rất là nhanh và cực kỳ an toàn cho sức khỏe luôn, cho các bé cũng như là cả gia đình luôn. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị bột rau câu. Rau câu thì mình nên dùng rau câu dẻo nha cả nhà. Tại vì rau câu giòn thì nó sẽ làm cho cái sợi mì thạch nó gãy, nó không có được nguyên vẹn đâu. Và tùy theo mỗi loại cái bột rau câu để có cái cách pha khác nhau. Ở đây thì 10g nó sẽ pha với 2 lít nước này, mình đọc ở phía sau phần hướng dẫn á. Nhưng mà mình sẽ pha cái lượng nước một nửa này thôi. Lát nữa thì bếp sẽ chia sẻ chi tiết cho cả nhà, để cho cái thạch nó được cứng, nó không bị gãy á cả nhà. Và 20g đường, nếu như mà muốn ăn ngọt nhiều thì có thể thêm một chút xíu. Và ở đây thì mình sử dụng là siro hoa atiso đỏ. Còn nếu như mà cả nhà không có cái hoa atiso này thì cả nhà có thể thay thế nước cốt thanh long hoặc là nước cốt dưa hấu. Nếu như mà nước cốt dưa hấu thì cả nhà có thể giọt vào vài giọt chanh để cho cái thạch nó được chua chua ngọt ngọt cho nó ngon nhé. Và thêm nước lọc. Đầu tiên thì mình sẽ hòa bột rau câu vào đường. Ở đây mình chuẩn bị một muỗng đầy cà phê bột rau câu. Một muỗng đầy bột cà phê này nó tương đương với 2,5 g cả nhà. Cả nhà là nhớ một muỗng đầy chứ không phải một muỗng lưng nhé. Và mình cho vào 90ml nước lọc. Mình khuấy cho nó tan đều cái hỗn hợp này lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào 20ml nước siro hoa atiso. Và nếu như mà không có hoa atiso này thì mình cũng thay thế nước cốt thanh long và nước cốt hoặc là nước cốt dưa hấu đều 20ml luôn nha cả nhà. Trong kênh Thiện Family của mình cũng còn rất là nhiều món bánh ăn dặm của các bé, món ăn vặt cũng như là những món ăn ngon khác nữa. Chai hay mặn đều có đủ hết đó cả nhà. Cả nhà nhớ vào xem để làm thay đổi món cho đỡ ngán nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho lên bếp và nấu cho nó sôi lên. Và sau khi mà nó sôi rồi thì mình sẽ đổ ra một cái khuôn. Ở đây mình dùng cái dĩa bị trục đáy nè, tức là cái dĩa mà ở dưới nó bằng phẳng hết đó cả nhà, để mình đổ lát nữa mình cắt cho nó dễ. Hoặc là nếu không có cái dĩa tròn mà đựng đáy này thì mình có thể đổ vào cái hộp vuông hoặc là những cái hộp hình chữ nhật đó cả nhà. Nếu như mà cả nhà thấy chia sẻ của mình hay thì cả nhà nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những món ăn ngon miễn phí mỗi ngày của mình nha cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ để cho nó thật là nguội, sau đó thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút. Đây, và sau khi nó đã đông hoàn toàn rồi, sau khi mà 40 phút rồi đây cả nhà, thì nó đã đông hoàn toàn rồi đây. Và mình sẽ đem ra và mình dùng dao mình cắt thành từng sợi. Cứ dùng dao kéo thẳng xuống là nó thành từng sợi cả nhà. Như vậy là mình đã chia sẻ xong món mì thạch vị trái cây rất là đơn giản dễ làm đúng không nào? Mà cực kỳ nhanh luôn, chỉ tầm 3 phút thôi. Mà lại an toàn cho các bé cũng như là cả gia đình luôn. Bé nhà mình rất là khoái cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Chúc cả nhà thành công và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi.